Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay mình lại tiếp tục và xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một vài cái xe Honda SH mà giá rất là hợp tình hợp lý. Và hôm nay thì khi các bạn, các anh chị mua xe là sẽ được tặng một cái nón, hai cái nón để đi về cho nó an toàn luôn nha. Mỗi lần là mỗi một cái sự cố gắng của mình hơn để mình nhằm đáp ứng cái nhu cầu của khách cũng như là cái sự tiện dụng của khách cho nó đa dạng và cho nó tế nhất nha. Và với chiếc xe đầu tiên mình muốn xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, đó là chiếc xe Honda SH màu đỏ. Đây là chiếc xe Honda SH màu đỏ tuyệt đẹp, còn rất là mới luôn. Xe này đi được 13.000, còn rất là mới. Màu đỏ là cái màu đẹp nhất nên mình xếp đầu tiên để giới thiệu với các bạn, các anh chị. Và đây là chiếc xe em mang số 59F166420. Đó. Và với cái chiếc xe Honda SH này thì chúng ta mua về là chỉ việc đi thôi, bởi vì máy móc nó in du à. Khi các bạn, các anh chị tới thì đều được mình mời các bạn, các anh chị thử xe, test xe với đủ mọi hình thức. Sau đó thì mình mời các bạn, các anh chị cùng ra phòng công chứng để ký đồng công chứng mua bán sang tên nha. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và với chiếc xe này thì một lần nữa mình thưa lại là 58 triệu. À, thì các bạn, các anh chị mua là sẽ được mình tặng đính kèm là hai cái nón luôn, hoặc là một cái, hai nón, cái gì cũng được nha các bạn, để cho khách hàng người ta đi về là có cái đội sẵn luôn. Thôi để mình để vô bên đây luôn đi, cho nó tiện dụng ha. Đó, rồi một cái nữa thì mình bỏ trong thùng, là mua là được hai cái, mua xe là được hai cái nón. À, để cho người trước và người sau cho nó an toàn. Và kế là đây là một chiếc xe Honda SH, cũng là màu đen. Đó, màu đen nguyên chiếc. Chiếc xe màu đen này là chiếc xe khá là đẹp. Đó, còn rất là mới luôn. Đó, mới từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài. Đó, từ trong ra ngoài luôn nè các bạn. Mới. Đó, cái này thì mình để đây đi. Đó. Và với chiếc xe Honda SH màu đen này thì mình mong muốn mình bán với giá là 59 triệu nha các bạn. Rồi, và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một chiếc xe Honda SH màu trắng đen Sibo tuyệt đẹp. Màu trắng đen Sibo tuyệt đẹp luôn. Đó, mâm thuộc không có chày, vỏ thì rất là dày, sơn thì không có đầy, đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trái qua phải. Đó, xe này màu trắng để cho cái nón màu trắng luôn. Đó, làm bạch công tử luôn nha các bạn. Đó, mua xe là được tặng nón liền luôn. Đó, quá mới, cái này quá mới, biển số cũng khá là đẹp nha các bạn. Đó, Tam Hoa phát 59K1528888. Và với chiếc xe Honda SH 150 này, đời rất là cao này. À, đời cao 150 màu trắng này thì mình mong muốn bán với giá là 68 triệu nha các bạn. Máy cực kỳ êm luôn,
cực kỳ em luôn. Cảm ơn. Và kế nữa là một chiếc xe Honda SH màu bạc, màu xám bạc, tuyệt đẹp luôn. Chiếc xe này đi thì nó rất là nhìn thấy, nói chung nó nhìn nó sạch hoài à, bởi vì cái màu nó rất là dễ đi, rất là nhu. Và chúng ta đi thì nhìn vô lúc nào thấy nó cũng mới, nhìn vô lúc nào thấy nó cũng đẹp. Mà đèn LED là cái xe mà người ta thích, cái mẫu này, mẫu 2017, 18, 19 này là người ta thích nhất. Qua cái đời này thì có mặc định em nó có cái chìa khóa thông minh này nha các bạn. Đó. Mặc định luôn, có chìa khóa thông minh rồi. Đó, đi rất là ngon, xe này đi được 10.000. Đẹp, rất là đẹp. Quá đẹp luôn, không một vết trầy luôn các bạn. Không một vết trầy luôn. Em này thì mang biển số là 59M28603. Xe này thì màu xám, thì đi cái nón màu đỏ hay là muốn màu gì cũng được nha các bạn. Đó, muốn màu gì cũng được, thích màu gì thì em sẽ tặng cho màu đó, kể cả hai màu luôn, kể cả hai màu luôn. Đó, cứ treo ở đây, khi nào các bạn các anh chị cần thì nếu mà các bạn các anh chị có nón rồi thôi, còn không có nón thì cứ lấy xài thoải mái. Bởi vì mình chỉ thấy đẹp thì mình cũng phải nói đẹp, còn khi các bạn các anh chị tới coi trực tiếp thì các bạn các anh chị sẽ đánh giá được trực tế hơn nữa, thực tế hơn. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59M28603 đó, và với giá tiền mình mong muốn là 74 triệu, 74 triệu nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là một chiếc xe Honda SH cũng là cái đời 2018-19 đó, màu trắng tuyệt đẹp luôn, một trắng đen xì bo, trắng đen xì bo tuyệt đẹp. Xe màu trắng mâm một mâm đen phục đen, mâm phục không có chày, vỏ thì rất là dày, sơn thì không có chày, nói chung là quá đẹp. Màu trắng là đi cái màu nó nhìn nó thanh lịch nhất. Em này chạy ít nè, 6.300. Một màu trắng chinh nguyên, rất là đẹp. Và em này mang biển số là 50N137093. Đó, còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Quá đẹp, quá mới luôn. Không biết nói gì hơn nữa ngoài chỉ đẹp, xuất sắc. Không biết nói gì hơn ngoài chỉ đẹp, xuất sắc. Nón trắng, nếu các bạn các anh chị thích thì có nón đỏ, có nón trắng, có nón đen, muốn nón gì có nón đó nha các bạn. Đó, tặng kèm một cái cũng được, hai cái cũng được. Đó, thì khi các bạn các anh chị tới thì đi về có nón rồi thì thôi, còn nếu không có thì em để sẵn ở đây một cái tượng trưng, hai cái tượng trưng. Đó, các bạn thích xin thêm thì bao nhiêu cũng có luôn, tặng luôn. Rồi, mình xin cảm ơn. Một lần nữa mình xin thưa lại là 84 triệu nha các bạn. Và kế nữa là một chiếc xe Honda SH Việt Kiều Ý. Đây là chiếc xe Honda SH Việt Kiều Ý đời cuối cùng 2012, ở 501 đầu. Đây là chiếc xe Honda SH Việt Kiều Ý 501 đầu, còn rất là mới luôn, mới từ trên đến dưới, từ trong ra ngoài, từ trái qua phải, từ trước ra sau, quá là đẹp. Đồng hồ Mickey luôn. Nói chung xe này mua về chỉ việc chạy thôi, bà phà thôi. Em này mang biển số là 59E214523. Quá đẹp. Nói chung là đây là một cái chiếc xe Honda SH Việt Kiều Ý đẹp, tuyệt đẹp. Đó. Xe này cũng vậy, bất cứ, nói chung bất cứ xe nào thì cũng được tặng nón nha các bạn. Tặng nón, một cái, hai cái gì cũng đều được hết. Các bạn các anh chị cứ tới là mua xe là lấy nón về đội chạy về cho nó an toàn. Còn nếu các bạn các anh chị có nón rồi thì thôi thì tùy. Đó. Dễ. Đó, mình bỏ sẵn đây luôn, tượng trưng luôn. Ở đặt trước cái, trong hộp cái. Đó, muốn cái nào có cái đó. Đủ kiểu. Còn nhiều lắm. Rồi, một lần nữa mình xin thưa lại là 118 triệu cho một chiếc xe Honda SH 2012. Đó, quá đẹp, màu đen tuyền. Xe
chính chủ, giấy tờ chính chủ hết nha các bạn. Đó, giấy tờ chính chủ hết. Ngoài ra thì còn rất là nhiều cái mẫu khác nữa, rất là nhiều cái mẫu khác nữa. Khi các bạn các anh chị tới thì các bạn các anh chị sẽ được lựa theo ý của mình, lựa theo ý của mình. Có thể từ màu trắng mình có thể đổi qua cho các bạn các anh chị màu đen, rồi từ màu đen đổi qua màu xanh, từ màu xanh đổi qua cho các bạn các anh chị màu đỏ. Nói chung là làm sao để cho các bạn các anh chị hài lòng nhất có thể rồi. Nói chung là đổi màu vô tư. À, đổi màu các kiểu, đổi sao cho các bạn các anh chị hài lòng vừa ý thôi. Và trước khi mua thì các bạn các anh chị đều được thử test với đủ mọi hình thức, xong rồi sau đó là mời các bạn các anh chị ra phòng công chứng để ký hợp đồng công chứng mua bán sang tên. Và sau khi ký hợp đồng công chứng mua bán sang tên rồi á, thì các bạn các anh chị thích thì mình bao sang tên cho các bạn luôn, chị luôn cũng được. Còn nếu các bạn các anh chị có đủ tiền thì mình mua luôn, mua thẳng. Còn nếu mà các bạn các anh chị không đủ thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn các anh chị góp qua hệ thống ngân hàng luôn, cho nó yên tâm luôn cũng được. Mà chi phí đồng tiền mình bỏ ra cho nó ít, nhưng mà chúng ta xài được cái xe trước rồi mình trả sau nha, thì cứ thư thả. Và với cái lãi suất là ưu đãi nhất đó. Và cuối cùng thì mình hy vọng các bạn các anh chị hãy cho mình cái cơ hội được phục vụ cũng như là hỗ trợ cho các bạn các anh chị được nhiều hơn nữa trong cuộc sống nha. Xin trân trọng kính chào.